Hi, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Chắc hẳn ai trong chúng ta ở đây cũng đã đều biết đến bộ phim hoạt hình kinh dị đội mác phim hoạt hình trẻ em cute dễ thương Happy Tree Friends, phải không nhỉ? Way to Way Cartoon đã có nhiều video nói về bộ phim này và đa số phản ứng của mọi người đều có sự ấn tượng với cách mà Happy Tree Friends dùng lớp vỏ bọc dễ thương để đánh lừa khán giả và khiến họ bị ám ảnh bởi một chuỗi những phân cảnh khủng khiếp, máu me, ghê rợn tới nỗi vô cùng ám ảnh. Và có lẽ cũng chính vì khả năng đánh lừa người xem thông qua lớp vỏ bọc dễ thương, ngây thơ vô tội, Happy Tree Friends đã để lại nguồn cảm hứng cho nhiều khán giả và nhiều nhà sản xuất phim để họ mong muốn có thể làm ra một sản phẩm hoạt hình giống như vậy. Lượn lờ trên YouTube, mình đã bắt gặp Pretty Blood, một sản phẩm hoạt hình mà mình cảm nhận rằng nó đã đem lại cho mình cảm giác mà mình từng có khi xem Happy Tree Friends khi xưa, thậm chí là còn có cảm giác sợ hãi và ngột ngạt hơn cả. Đó cũng chính là lý do mình muốn giới thiệu tới các cậu sản phẩm hoạt hình đó trong video ngày hôm nay. Pretty Blood, liệu bộ phim có điểm mạnh, điểm yếu ra sao? Các cậu hãy cùng tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay nhé. Được rồi, không để lãng phí thêm một giây phút nào của các cậu nữa. Chúng mình hãy cùng nắm tay, bắt xe và lên đường tới với Pretty Blood ngay và luôn thôi nào. Weirdo, go! Lưu ý, bộ phim hoạt hình ngày hôm nay được nói tới là một phim hoạt hình gắn mác kinh dị với nhiều hình ảnh máu me, không dành cho những bạn nhỏ và những bạn có tâm lý yếu. Nên chính vì vậy mà mình mong các cậu sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi xem video ngày hôm nay nhé. Pretty Blood là một sản phẩm hoạt hình chiếu mạng giống như nhiều bộ phim hoạt hình hiện nay như The Amazing Digital Circus, Murder Drone hay Helluva Boss. Bộ phim hoạt hình ngắn này không có thời lượng cố định, có thể chỉ khoảng 1 đến 2 phút. Nhưng cũng có thể là gần 20 phút hoặc thậm chí là hơn như thế. Pretty Blood lần đầu được ra mắt là vào năm 2017 ở trên hai nền tảng chính là YouTube và Newground bởi một họa sĩ hoạt hình người Thái. Cha đẻ của Pretty Blood được cho là bắt đầu với cái tên Little Q Thing hay Little Q Corpse và ở thời điểm hiện tại thì các cậu có thể bắt gặp cái tên khác là Little Deadly Thing và dù cho là cái tên nào thì nó cũng phản ánh được đúng những gì mà người họa sĩ hoạt hình này đem tới. Đó chính là những video hoạt hình với sự dễ thương, nhưng ẩn sau đó là sự ghê rợn chết chóc và cả nỗi ám ảnh kinh hoàng mà ngay cả những ác quỷ khủng khiếp nhất bước ra từ những bộ phim kinh dị cũng khó có thể sánh bằng. YouTube thì đã là một nền tảng quen thuộc với các cậu, nhưng mà Newgrounds thì có lẽ sẽ nhiều bạn chưa biết. Vì đây là một trong hai nền tảng đăng tải phim chính của Little Deadly Thing, nên mình sẽ nói một chút về nó cho các cậu. Newgrounds là một trang web giải trí ra đời kể từ năm 1995. Đó là một nơi dành cho những người dùng muốn đăng tải các sản phẩm giải trí, nghệ thuật mà họ tạo ra. Ví dụ như các trò chơi, các đoạn phim, audio hoặc tranh vẽ. Và rõ ràng, Newgrounds đã trở thành một nền tảng không thể thiếu trong văn hóa Internet. Mình hoàn toàn có thể để các cậu chỉ dừng lại ở YouTube. Nhưng lý do mình muốn nói thêm cho các cậu về Newgrounds trong video này đó chính là bởi so với YouTube, các cậu có thể tìm thấy nhiều sản phẩm hoạt hình của The Deadly Thing hay Little Q Corpse trên nền tảng này. Ở trên Newground, các cậu có thể tìm thấy nhiều hơn về Pretty Blood và có thể xem chúng một cách có thứ tự hơn bởi vì một vài video của The Deadly Thing đã bị xóa đi trên YouTube do những yếu tố mà video này mang trên mình quá sức tra tấn tâm lý, quá là kinh dị và man rợ. Điểm mạnh của Pretty Blood: 1. Về cốt truyện. Khác với Happy Tree Friends, mỗi tập phim là một câu chuyện mới, một cú vả mới đôm đốp và mặt những khía cạnh của đời sống tưởng an toàn nhưng nguy hiểm không tưởng. Pretty Blood đem tới những câu chuyện có tính liên kết, những sự tra tấn được kết nối với nhau bởi một cốt truyện. Đó chính là câu chuyện xoay quanh một tổ chức tội phạm có tên là Pretty Blood. Đúng vậy, đây cũng chính là tên của bộ phim hoạt hình này luôn. Tổ chức Pretty Blood chính là kẻ phản diện đã bắt cóc các Merlinos, những động vật dễ thương thân thiện đến từ chiều không gian khác, giam giữ các Merlinos trong một nhà tù bí mật bên dưới một công viên giải trí trên đảo Kobu ở trái đất. Ở đó, các Merlinos xấu số đã bị tra tấn và hành hạ với nhiều hình thức khác nhau. Tất cả đều vô cùng dã man và nhằm mục đích là giải trí. Kết quả là những gì còn sót lại của nạn nhân sẽ trở thành món hàng để tổ chức Pretty Blood đem ra mua bán trên thị trường chợ đen. Tồi tệ ở chỗ, Pretty Blood được thành lập ra bởi con người, cụ thể là tướng Alpha, một sĩ quan loài người. Con người sau khi phát hiện ra hành tinh của các Merlinos đã tìm ra cách để trục lợi từ những sinh vật dễ thương này, biến sự đau khổ của những sinh vật dễ thương, thân thiện, vô tội thành sự giải trí. Bắt đầu là một tổ chức con người, sau đó một vài Merlinos với tâm lý biến thái, vặn vẹo và độc ác, ví dụ như Rini hay Andy, đã phản bội đồng loại, trở thành một phần của Pretty Blood và quay lại tàn sát, tra tấn chính đồng loại của mình. Trên cơ sở đó, mỗi tập phim của Pretty Blood đã có sự liên kết hơn với nhau,
biến Pretty Blood trở thành một bộ phim truyền hình thực tế với chủ đề tra tấn những sinh vật dễ thương một cách tàn độc. Đúng với mục đích của chính tổ chức Pretty Blood, dùng nỗi thống khổ của các Merlinos làm công cụ giải trí. Và chúng ta, những người đang xem Pretty Blood trên mạng, lại vô tình chính là những kẻ tận hưởng những màn tra tấn đó như một sự giải trí, đã vô tình trở thành những khách hàng sử dụng dịch vụ của tổ chức Pretty Blood. 2. Yếu tố kinh dị tàn bạo. Nếu như các cậu đã từng xem qua một số bộ phim ma của Thái Lan và so sánh những bộ phim ấy với những bộ phim kinh dị của phương Tây, các cậu có lẽ sẽ thấy một điều, đó chính là phim ma Thái thường có cái gì đó ghê rợn hơn ở mặt hình ảnh và là một sản phẩm hoạt hình kinh dị gore được nhào nặn bởi một người Thái. Theo cảm nhận của cá nhân mình khi xem qua các tập phim của Pretty Blood, mình nhận thấy rằng độ kinh dị, độ tàn khốc, độ ghê rợn của nó có thể đủ sức vượt lên Happy Tree Friends. Mức độ ghê rợn đó tới từ nhiều yếu tố cấu thành nên một đoạn phim. Cụ thể, mức độ kinh dị các cậu cảm nhận được không chỉ thông qua những hình ảnh máu me, kinh dị, thịt nát xương tan, mà nó còn là về âm thanh, về cốt truyện, về sức nặng tâm lý, về cách mà sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần đến với các nhân vật. Ví dụ như với tập phim Necroworm, mọi thứ bắt đầu một cách tươi sáng, dễ thương và nhí nhảnh với những tổ hợp hình ảnh như một buổi sáng đẹp trai, gương mặt tươi cười với môi cười kiểu sóng vô cùng dễ thương. Nhân vật Liffy xuất hiện vô cùng dễ thương và sau đó là cả Rini, còn quái vật tàn bạo của cả series Pretty Blood cũng xuất hiện vô cùng dễ thương với đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười đáng yêu. Cùng với đó là âm thanh giao hưởng cùng âm thanh nhí nha nhí nhảnh của nhân vật. Thế nhưng rồi mọi thứ tối sầm lại với nụ cười méo mó đầy ám ảnh của Rini. Liffy bị đánh bởi một cây búa và những bông hoa đã bị dọa cho ám ảnh bởi Rini. Mọi thứ theo sau đó là một căn hầm u tối, máu me xác thịt vương vãi. Hai Merlinos đã bị tra tấn đến biến dạng, ngồi trên ghế điện, con người ngồi dưới, coi sự tra tấn đó là niềm vui và cười một cách sảng khoái. Một con ký sinh trùng xuất hiện từ một cái đầu của một Merlinos xấu số, tấn công các Merlinos bị bắt cóc, rồi nối tiếp là những sự tra tấn đến ám ảnh. Chỉ 11 phút 25 giây, nhưng là cả một chuỗi tra tấn đến sườn gai ốc. Nhưng càng khủng khiếp hơn là những kẻ theo dõi dưới sân khấu lại càng cười sảng khoái hơn, cười sung sướng hơn khi sự tra tấn ngày càng bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Và những tập phim khác của Pretty Blood cũng không khác gì như vậy. Có thể thấy, nếu như Happy Tree Friends khai thác nhiều hơn vào những hiểm họa ẩn giấu trong cuộc sống đời thường, là những tai nạn nhiều hơn là những hiểm họa có chủ đích, thì Pretty Blood tất cả đều là tra tấn. Không phải do tai nạn, không phải là do bất kỳ thứ gì liên quan đến đời thường. Những gì mà các Merlinos xấu số kia trải qua như bị thương, bị dày vò thể xác, bị đay nghiến về tinh thần, tất cả đều là bởi vì họ bị tra tấn. Pretty Blood khiến khán giả phải sợ hãi vì mức độ kinh dị của nó, vì nó chỉ có tra tấn và tra tấn với nhiều cách khác nhau, biến thái và vặn vẹo, tàn nhẫn đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể tưởng tượng được trước khi thành cái hình dạng ngồi trên ghế điện đó, hai Merlinos này đã phải chịu đựng những gì? Làm sao có thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà các nhân vật phải chịu đựng? Tất cả những gì chúng ta có thể cảm thấy là sự sợ hãi trước khung cảnh và âm thanh ghê rợn, là sự nặng nề trong lồng ngực khi cố gắng tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh của các nhân vật đáng thương. Và trên hết là sợ đến sởn gai ốc bởi những màn tra tấn trong Pretty Blood, nó thực sự là tra tấn. Đó chính là một lý do khiến cho mình tin rằng Pretty Blood đáng sợ hơn Happy Tree Friends rất nhiều. Và sở dĩ Pretty Blood làm được như vậy bởi quá trình sản xuất, cách phát hành và nền tảng phát hành của hai bộ phim có sự khác biệt tương đối. 3. Sử dụng âm thanh. Âm thanh chính là một trong những phương pháp gieo rắc nỗi sợ vào người xem và Pretty Blood đã làm điều này rất tốt. Tiếng la hét của các nhân vật, tiếng tra tấn đối lập với những âm thanh trong sáng dễ thương khiến cho Pretty Blood có thể đóng cọc vào người xem nỗi ám ảnh mà nó muốn mang đến. Dù không phải là những âm thanh mới, nhiều cái còn được sử dụng âm thanh từ các trò chơi, song việc tận dụng tốt yếu tố âm thanh là một điểm cộng cho Pretty Blood. Và vì sao ở trên kia mình lại sử dụng tập phim Necroworm là ví dụ mà không phải một tập phim khác? Đơn giản là bởi vì mình thấy tập phim này chứa đầy đủ những điều khiến mình sợ khi xem Pretty Blood. Và ở đây, nói về khoản âm thanh, mình thực sự bị sợ bởi cách Little Q Corps đưa vào tiếng cười giòn giã của những con người ngồi dưới khán đài và cả những Merlinos phản bội đồng loại khi chứng kiến màn tra tấn trên sân khấu. Đó là cười thật vì thực sự thích thú với màn tra tấn, đủ để thấy sự vặn vẹo và biến thái trong câu chuyện về Pretty Blood. 4. Dư vị ám ảnh. Xem qua nhiều tập phim của Happy Tree Friends, mình thấy rằng vẫn có đâu đó sự cân bằng giữa sự dễ thương, trong sáng và sự kinh dị máu me ở bộ phim này. Dù trên biểu cảm của các nhân vật hay đoạn kết của các tập phim, nhưng ở Pretty Blood, nó để lại nỗi ám ảnh nhiều hơn như thế.
Trước hết là biểu cảm của những nhân vật phản dị, méo mó và ám ảnh đến khủng khiếp. Tiếp theo là biểu cảm của những nạn nhân, đau đớn có, thống khổ có. Hiện trên nỗi đau đó còn có cả khát khao được giải thoát, sự tuyệt vọng đến tột cùng. Và dư vị ám ảnh ở đoạn kết của những tập phim, mình sẽ lại tiếp tục nói về Neko Worm. Lý do thì như mình đã nói ở đoạn trên. Cái kết của tập phim là Gumi sống sót, trò chơi điên rồ và nhận được phần thưởng là sự tra tấn vô tận. Cậu ta từ từ bị đưa tới nơi sẽ tra tấn cậu ta. Gương mặt hiện ra cả nỗi sợ và sự tuyệt vọng. Nhưng ám ảnh hơn là một Malinos khác ở gần đó, cũng là người đã chiến thắng trong trò chơi trước đó giống như Gumi. Cậu ta bị tra tấn đến điên loạn và gào thét lên với Gumi, nói rằng cậu ta đáng nhẽ nên bị giết thay vì phải chịu tra tấn như thế nào, và liên tục hét lên khuyên Gumi hãy tự sát trước khi quá muộn, thà đau đớn một lần còn hơn là mãi mãi. Nhưng rồi càng về sau lại càng ám ảnh và tuyệt vọng. Đó chính là dư vị mà Pretty Blood để lại. Điểm trừ của Pretty Blood. Nói về điểm trừ của bộ phim này thì có lẽ mình sẽ đề cập tới đồ họa của bộ phim. Việc xây dựng ngoại hình nhân vật, bối cảnh thi thoảng cũng đem lại cảm giác chắp vá, lắp ghép. Dù cũng là phim hoạt hình chiếu mạng, nhưng rõ ràng chất lượng hình ảnh của Helluva Boss, Murder Drone hay The Amazing Digital Circus vẫn rất xịn sò. Có lẽ vì là sản phẩm cá nhân nên hình ảnh và chuyển động vẫn còn nhiều chỗ bị cứng, trông có vẻ vụng về. Tuy nhiên thì nó cũng không phải điểm trừ quá lớn, bởi như mình đã nói thì Pretty Blood không phải sợ ở mỗi hình ảnh, mà nó sợ ở sự kết hợp của hình ảnh, âm thanh, câu chuyện, diễn biến câu chuyện, dư vị ám ảnh, và trên hết là sự tra tấn tàn bạo đủ thể loại, tất cả đều méo mó, biến thái và khủng khiếp. Mình đánh giá Pretty Blood là một bộ phim kinh dị chiếu mạng nặng đô, không dành cho những bạn nhỏ và những ai yếu tâm lý. Dù bạn có thể xem được Happy Tree Friends, bạn vẫn chưa chắc có thể chịu nổi Pretty Blood. Nếu bạn có một tâm lý thực sự rất vững vàng, khi ấy thì mình mới có thể nói Pretty Blood là một bộ phim hoạt hình kinh dị chiếu mạng chất lượng để xem. Đủ về hình ảnh, âm thanh, đầy về cách xây dựng và phát triển câu chuyện, và cả tính kinh dị tàn bạo. Nếu ai trong số các cậu đã xem Pretty Blood, các cậu hãy chia sẻ cảm nhận của mình về series này để chúng ta có nhiều góc nhìn và cách cảm nhận về nó hơn nữa nhé. Mình hy vọng rằng các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và sẽ tiếp tục ủng hộ cho các sản phẩm tiếp theo của Way to Way Cartoon. Các cậu cũng có thể xem lại một vài video khác của chúng mình qua đường dẫn link mình đã để lại. Thời gian thì bây giờ cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các cậu ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Way to Way out.